Xin chào bà con. Hôm nay trại bồ câu Dũng mình có nhiều người thắc mắc muốn hỏi cái thu đầu ra. Bán bồ câu nhiều quá có thu đầu ra hay không? Và bán rồi sau này có giống như những con heo con gà gì không? Hay là bỏ nhà vườn? Hôm nay Minh Dũng cũng nói cho bà con yên tâm hơn. Cái thứ nhất là Minh Dũng là hiện giờ là công ty con giống. Nói chung ở công ty con giống này toàn nước Việt Nam, là chỉ mình có là công ty thành lập công ty con giống thu mua con chim ra ràng, mà của những bà con nào không mua con giống ở trại của Minh Dũng để có cái đầu ra, và đây Minh Dũng sẽ thu tất cả. Chẳng hạn như một năm nay dịch Covid nó hoành hành dữ lắm, nên thứ nhất là bà con nhà hàng đầu đóng cửa hết, như bà con không có cái đầu ra, và nhiều người tìm đến trại của Minh Dũng và công ty Minh Dũng và hợp tác xã của Minh Dũng để bán con chim ra ràng. Tại là mình bên hợp tác xã mà mình phải thu hết tất cả trong Bình Dương, Đồng Nai hay là Bình Phước hay là Vân Vân, Vĩnh Long hay là gì là mình đều thu hết. Phú Yên nữa đều thu con ra ràng cho bà con hết. Nhìn chung là trại bồ câu của anh em mình là thu mua chim bồ câu ra ràng là cả nước luôn mọi người ạ. Nên là nói chung là ở cả nước Việt Nam mình thì ai có nhu cầu khó khăn gì thì cứ liên hệ với anh em mình, thì anh em mình sẽ hỗ trợ đầu ra. Nói chung là anh Dũng muốn truyền tải cái thông điệp cho mọi người như vậy. Còn bây giờ thì anh Dũng có thể nói thêm cho mọi người về cái nuôi chim bồ câu mà mình bao đầu ra ở trại của mình hiện đang như thế nào anh ha. Cái bao đầu ra là coi như là mình không phân biệt bất cứ trại nào, miễn có bồ câu ra ràng là đem lại mình thu hết. Những ai khó khăn về đầu ra là mình đều thu hết. Thu những người mà người ta bỏ là mình bán con giống xong người ta chạy, còn mình ở đây mình thu lại những người đó luôn. Có như mình thu hết, tại vì mình nói rõ lý do mình thu, mình phải có đầu ra chứ. Tại vì trước hết là Minh Dũng có 4 cái nhà hàng, 4 cái nhà hàng là coi như tiêu thụ là một ngày nào mà ít lắm là cũng 1.000 đến 1.400 con, là một tháng là cũng 5-6 ngàn. Là lý do là nhà Minh Dũng có đầu ra, coi như là bán tự mở nhà hàng để bán, rồi có nhiều hệ thống mà nhà hàng để thu hậu cho Minh Dũng suốt mười mấy năm nay, nên bà con yên tâm. Nếu mà mua con giống mà bên Minh Dũng và không cần mua bên Minh Dũng dẫn lợi đó là một cho bà con một tờ giấy coi như là hợp tác xã, là các bà con là một cái thành viên hợp tác xã, là thứ nhất hay là nguồn gốc con chim bồ câu, quan trọng cái tờ giấy đó, nguồn gốc lắm nha bà con. Nếu mình không có cái nguồn gốc này nó quan trọng lắm, sau này mà lỡ như dịch bệnh hay là bất cứ gì, hay là thuốc y một địa phương đó lại nó hỏi mình nguồn gốc con chim này ở đâu, mình không có là coi như bị đốt hết cái trại. Trại của mình là đều có nguồn gốc nha, và giấy thuốc y kiểm định hàng năm là cho con chim bồ câu của trại Minh Dũng.
Còn con chim bồ câu ra ràng á thì mình có cần đạt trọng lượng như thế nào không? Tại vì ở trại của mình nuôi chim ra ràng rất là to mọi người ạ. Cứ trại của mình Dũng chim bồ câu á, tại giống thì giống đời đầu mà. Xin nói với bà con á, con chim nó 28 ngày tuổi là nó trọng lượng phải nằm tầm từ 5 đến 7 lạng. Mà 14 ngày tuổi là chim bồ câu này nó cũng nặng 4 lạng rồi. Là từ 14 ngày cho tới 28 ngày là trại của Minh Dũng là coi như là thu hết, thu của bà con hết. Đó, là con chim bồ câu nó sẽ to vậy. Bà con yên tâm về cái đầu ra và những tờ giấy hợp pháp cho những trang trại nào muốn mở trại là Minh Dũng đủ hết giấy tờ cho bà con để yên tâm mà chăn nuôi, không sợ cái đầu ra. Hôm nay nói cho bà con được biết những cái trại của Minh Dũng như thế. Tại vì thời gian qua ở trên mạng á, thì có rất nhiều những cái ở miền Bắc á, thì mình thấy là có nhiều trại cứ bảo là toang toang đấy. Thì theo nhận định của anh em mình đó là họ cũng không có cái đầu ra ổn định ấy, và bị những cái thương lái nó ép giá nữa. Chứ nếu mà liên kết với ở cái với cái trại của anh em mình thì chắc chắn là mọi người sẽ thành công đấy. Tại vì ở trại của anh em mình là làm việc rất bài bản và quy mô mọi người, chứ không có cái chuyện mà cứ toang đâu. Tại vì nó sẽ đánh vào tâm lý của những cái người nông dân á, thì họ sẽ rời bỏ cái nuôi bồ câu và mai mốt là họ sẽ đẩy giá chim bồ câu mọi người ạ. Thì nó có sẽ có những cái chiêu như vậy, nên mọi người cứ tỉnh táo và nuôi chim bồ câu nhá. Có gì anh Minh Dũng có thể lướt sơ qua cho mọi người xem những cái cặp bồ câu ra ràng ở trại mình nó chất lượng như nào anh ha. Bây giờ mình trước hết để mình cho xem những cặp bồ câu. Mình xin nói cái mà những người mình nói chung chung nha. Những trại ở đâu không biết, nhưng mà người ta than lỗ và toan toan á là nó có những cái khuyết điểm người ta chưa khắc phục được. Thứ nhất là mình nói sơ qua là coi như là con chim bồ câu họ chỉ biết là ấp nở ra con bồ chim bồ câu là bán hoặc để giống thôi, nhưng mà người ta không biết một cái quy trình để làm ra một cái cho con bồ câu nó khỏe mạnh mà nuôi đạt 90% trở lên như trại Minh Dũng nãy nó cũng có nói rồi. Là như là nhiều hộ là người ta để cái chung nước á, hoặc nó thức ăn ẩm mốc. Tại vì thời tiết mà mỗi chỗ mỗi khác. Có ở nước Việt Nam mình có chỗ thì nó nắng lên tới 40 mấy 50 độ. Có khi nó lạnh á thì nó lạnh 5 độ. Là thức ăn nó ẩm mốc, thành thử con chim nó nuôi nó không đạt như ở trại Minh Dũng. Tại vì Minh Dũng ở được ở miền Nam, nó khí hậu cũng tốt, thành thử ra nuôi con chim bồ câu nào cũng đạt trọng lượng. Và chứ mà nuôi là phải đạt 90% trở lên, thành thử ra không bao giờ lỗ như những chỗ khác ngoài khí hậu ở trong miền Nam này. Hôm nay nói cho bà con rõ khắc phục những cái điểm yếu về cái con chim bồ câu mà để cho nó thành công là mình khắc phục cái từ đầu con, trừ từ con mới nở ra mình phải khắc phục liền. Từ lúc đó mình mới con chim non nó mới đạt 90% trở lên, nói 100% là không có, 90% trở lên. Là quan trọng là cái nguồn nước lúc đầu. Thứ hai là mình để chỗ bắp, nó nguy hiểm lắm. Cái bắp đó là quan trọng nhất.
ẩm mốc cái là nó ăn trứng vô nhiều, con nó chết từ từ hết. Lỗ chỗ đó, bà con la nhiều là la chỗ đó, chứ thật sự như trại của Minh Dũng hoặc chi nhánh của Minh Dũng đều thành công hết. Chào bà con, bà con lý sao mình chỉ rõ hơn nữa.